Dạ, kính thưa quý vị khán giả và cô chú anh chị, thì theo lời kể của chị Viên và nhận xét được, chị Viên hình như là cái hẻm này là cái hẻm mà lúc mà cách đây khoảng 11 năm chị đi đến nè. Có phải hẻm này không chị Viên? Chị nhớ cho chính xác có phải hẻm này không? Cũng có cái tre nữa. Hả? Cũng có cái tre nữa. Cũng có cái mái tre luôn không? Có cái tre này nè. Rồi khoan đợi bé Khôi luôn. Có cái tre này nè. Bé Khôi đâu rồi? Bé Khôi sao? Thì đúng rồi, đây là đồng ruộng nè chị. Đây là đồng ruộng nè ha. Rồi Khôi nè, theo mẹ có chia sẻ rằng là cái hẻm này là lúc trước là khoảng 11 năm á, mẹ có bồng con đi đây nè. Rồi không, mẹ có nói là có mái che vậy luôn nè. Nhưng mà thực sự chính xác là chưa biết như thế nào ha. Rồi. Giờ mình bây giờ là mình chỉ tìm người vô biển người thôi chị, còn bây giờ là sự chính xác nói chung là tuyệt đối là chưa có rồi. Chính xác mà để chị kiếm thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa anh Vĩnh đây là thuộc về về gì? Bình Thủy. À đây quý khán giả. Đây Bình Thủy. Đây. Bình Thủy nha. Thành phố Bình Thủy. Mà bây giờ ngon quá trời luôn nè. Rồi chị đi cái hẻm của chị nói chị nhớ. Chị ấn tượng là trước cái hẻm có bụi tre này không chị? Em giống anh thời đó em cũng đi giống vậy nè. Cũng giống vậy luôn không? Đúng rồi. Không nghe phải không? Đúng rồi, thời đó em cũng vô giống vậy nè, cái hẻm em á. Vậy hả? Thôi chị đi vô coi. Có khi nào đây đúng chính xác là hẻm này không? Không, hồi đó vô cái hẻm vậy luôn. Vậy hả? Được giống vậy á. Rồi đó. Hồi đó hẻm này có đổ đá không chị? Có luôn. Là mới đây có đổ đá gì luôn hả? Đất. Có chú kìa, có chú. Đất không phải vậy. Chú ơi. Anh cho xin phép em hỏi nè. Chú biết anh lắm không? À, đường nè, đường anh lắm anh muốn mình không biết đâu rằng tại không ở đây. Ở đây mới lâu rồi mà. Lâu rồi. Cũng gần đó. Bà nhà ông á. Hồi đó đất nè, không phải vậy. Hồi đó là đường làm bằng đất hả? Bằng đất. Không phải mà sao mà gạch. Bây giờ ta lên đa nữa đó. Thì bây giờ thời buổi bây giờ chứ đâu có ai còn đi đất nữa chị. Người ta phải làm đa rồi 11 năm rồi chị. Có kìa, ông dựng đó. Trời ơi, làm được. Thôi chị nhìn á, chị nhìn. Chị nhìn cảnh này, chị nhìn cảnh vật xung quanh coi có ấn tượng gì không? Giống không? Ủa hồi đó cũng giống này, hồi đó em bảo cũng vậy nhất nè, có lúa. Tại mẹ hả? Hồi đúng rồi, có lúa, cỏ hàng. Tại mẹ. Kìa, có chú hỏi chú được không? Chú cho con hỏi chút chuyện vô chú. Dạ là, con là bên kênh YouTube Sóc Trăng á chú. Là có một bé nè. Có chị này với bé này là thất lạc. À vậy? cái ông bên đây nè, cái quê Sóc Trăng nè, ông gành ở đây. Anh yeah. anh Lắm là em con là vợ của anh Lắm. Nó ở đây nè. Có nghĩa là thất lạc nhau đã 16 năm đó chứ. Ở Sóc Trăng. Rồi bây giờ hỏi ông đó tôi không phải quê ở đây. Dạ. Ông đen áo đen đó. Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ. Cái thất lạc lâu quá rồi. Thôi con kêu anh cắt á. Dạ. Hỏi chú này nè, hỏi chú. Chị ba hỏi đi. Cái anh Lắm. Dạ chào anh. Dạ em là bên kênh YouTube ở Sóc Trăng á anh. Rồi cũng có là người chị này là với bé trai này nè. Là cũng thất lạc người cha là cũng 16 năm á chú. Cho đến ngày hôm nay thì cũng muốn tìm lại người cha để cho bé trai này là nhận diện được khuôn mặt của cha. Là xem như thế nào. Tên gì? Dạ ảnh tên Lắm không chị? Tên Lắm. Chị đứng gần vô hỏi chú chứ. Ủa, tên Lắm. Dạ tên Lắm. Là ở con nghe đó. Hả? Quận Bình Thủy hả? Dạ, đúng rồi. Có nghe phường nào không? Không, con nói là quận thôi, quận Bình Thủy có cái hẻm nhỏ mẹ vô. Có hẻm nhỏ hả? Phường có hả? Phải có phường mới được. Phải có phường mà trong... Cái nét... Không có tên Lắm. Dạ, cái nét mặt của người cha của bé này y hệt gì giống vậy luôn á. Ủa sao mà đây hẳn vô cũng có hẻm này nữa nè. Dạ, cái lỗ đa này mình làm lâu chưa chú hay là mới làm đây? Mới làm đây hả? Mới làm đây hả? Hồi đó là mình đường đất hả chú? Đường đá, khúc đẳng đá đó. Dạ. Có khúc đa này hả?
cái đường này mới cải tạo đây thôi. Ờ, mới con này là, chủ đất này làm nè. Dạ. Dạ. Bờ kinh. Cái 15 năm về trước là tất nhiên là cái đất này chưa có. Cái người đó ở đường lộ nào, lộ đan hay gì? Dạ, cũng nghe chị chia sẻ rằng là hồi đó là cái căn nhà của anh Lâm ở là có cái hẻm đi vô mà đường đất ở trong ruộng á. Thì cũng có mối lương duyên giữa chị ấy với anh Lâm á. Cái chừng khúc đầu dưới khúc vô đó. Dạ. Dưới đó đó. Bây giờ ông lại ông hỏi mấy cái ông mà già á. Dạ. Mấy cái nhà hồi mấy người già già. Mấy ông già á. Dạ. Mấy cái gành. Này dạ, có dạ. Sóc Trăng không mới về đây, quê ở cái sách. Dạ. Ở cầu Mỹ Phước. Cầu Mỹ Phước hả chú? Ừ. Chợ ếch nữa, có bên vừa chợ ếch nữa. Thì anh Lâm đó là cũng có khuôn mặt cũng giống như ná ná với cha. Rồi cha. Cháu rồi nè. Ở dưới đó là có nghe tên lấp lấp lắm đó. Xuống cái khu tốt dưới này nè. À có cũng nghe tên hả chú? Rồi rồi. À, xuống cái này dưới là chỗ cậu ơi. Đi được không? Đi ra lỗ ngoài. À, ra lỗ ngoài chở về xuống dưới là tới cái cầu hút cái cầu mũi trắng tí. Có đường lộ đan 4m vô khỏi khu vực đó đó. Là tên lắm lắm hả chú? Ờ ở dưới đó. Là ảnh lúc trước chú có biết ảnh làm hồ hay làm gì không chú? Không biết không gành chú chỉ nghe rồi. Yeah. Chỉ nghe thôi. Dạ. Là nếu mà đường là xuống dưới á, đường dưới yeah. Có đường đất á là hỏi thăm mấy cái nhà cái người mình ta lớn tuổi á. Dạ. Yeah. Tại vì lạc cha hả? Là tại vì là như vậy nè chú. Là tại vì con á là cái kênh YouTube Sóc Trăng cũng có chị chia sẻ rằng là hồi đó chị có mối lương duyên với anh Lắm ở đây nè. Thì chúng ở với nhau cũng được là bé trai này nè, là cũng 5 tuổi. Rồi sau cái sự cãi vã gì đó thì chị mới ôm bé này đi về Sóc Trăng, VV của chị sao sinh sống? Phường 5 hả? Phường 5. Rồi cho đến ngày hôm nay nè, cho đến ngày hôm nay là bé trai này cũng muốn tìm lại cội nguồn của em trai này. Thì đâm ra nó mới liên hệ vô tụi con xuống để mà kết nối. Xuống ra chỗ cây sang Thành Tâm đó ha. Dạ. Rồi qua khỏi sang Thành Tâm có cái đường đi vô. Dạ. Có đường lộ khoảng 3m. Có cổng chào đó, đi vô trong vỗ trong quán vô. Đi hoài vô khoảng chừng 500-600m vô hỏi với quán cà phê chỗ đó. Xuống đó qua khỏi sang Thành Tâm. Sang Thành Tâm lại nằm phía đây nè. Đây nha, thấy sang không? Có cây gì chị? Cây bồ đề. Cây bồ đề hả? Bồ đề là dưới kia mới. Cây bồ đề nhiều đó. Ở đây không có cây bồ đề. Nhận dạng được cây bồ đề. Cây bồ đề là khu dưới đó có. Cái bồ đề là đường chùa dưới đó, xuống dưới bồ đề đó. Khôi vui mừng không con? Mặc dù mình chưa xác định được là sự thật không mà thật con, sao chú thấy con mừng rồi đó ha. Vui ha. Hồi đó bên này không có sông rồi, bây giờ không có sông rồi. Bên đó có sông. Có sông. Rồi đúng rồi đó. Có sông là trên này đi xuống dưới đó luôn. Có sông đúng rồi phải không chú? Rồi vậy là đi xuống dưới đó. Còn không ấy chạy vô đây nè. Chạy vô tới đầu đường rẳng. Cháu khoảng chừng 500-600m. Dạ. Chạy dài xuống dưới. Quẹo qua trái. Cái đường đi xe hơi không được. Xe hơi đang đậu. Xe hơi hả? Xe hơi chạy đường dưới. Dạ. Yeah. Đường đó qua cái cây xăng. Cây xăng đây xuống dưới có cây xăng nè. Có đó có hẻm nhỏ phải không? Cái đó mình vô cái lỗ bự mới hỏi người ta. Phá tự hả? Hỏi bự rồi. Còn nếu mà vô chùa, vô chỗ cây bồ đề đổ dưới là có cái hẻm nhỏ. Rồi cái chừng ở dưới. Dưới đó. Hẻm nhỏ. Chứ không phải trên này. Dạ chứ con cũng xin cảm ơn hai chú nha. Dạ. Thường cây bồ đề đâu ta cắt gần ta chậu chú đi Sóc Trăng đâu không à. Dạ chứ con cảm ơn chú. Vườn nè, làm vườn đây nè. Dạ. Làm vườn đây hả? Thì nó có chuyến về đi giang tụi con đi luôn. Dạ như vậy con cũng xin cảm ơn hai chú rất là nhiều ạ. Chú ở dưới có tình lắm đó. Dạ. Là cái là mình chạy đây là đây có sàn tầm qua khỏi sàn tầm có cái đường vô. Dạ. Anh đi. Anh đang ăn nhiêu tuổi? Chắc mà nếu lắm nó tăng phải làm mấy à? Bốn mấy năm mấy à? Bốn mấy năm mấy là đúng rồi đó. Rồi bây giờ như vậy đi. Chị Vi nè. Chị có nhớ chính xác là cái đường đó đi vô là có cây bồ đề đúng không? Có bồ đề. Có bồ đề, cái bồ đề nó chậm mà dài lắm. Bên kia bên đây phải không mà nó dài thì nhà có hẻm nhỏ. Mà dưới hang bảy giống giống vậy đó, đất. Đất mình rồi nhưng mà bây giờ theo quá trình cách đây khoảng 11 năm chắc người ta sẽ đổ đan rồi. Nhưng mà cái hiện tại cái cảnh vật ở đó là chị có thể chị nhận thức. Đó là em chị nhớ đó em ở đất thôi chứ không phải bây giờ ta mới không biết có đất. Thí dụ như bây giờ là người ta làm lộ đan đó chị. Em cũng nhớ có cái bồ đề, em cũng nhớ rồi. Cây bồ đề thôi. Có bồ đề. Mẹ chú cũng nói có. Đúng rồi, đường đó có cây bồ đề luôn á. Cây bồ đề luôn, cũng có người tên lắm luôn. Đúng rồi.
cũng có người tin lắm, khoảng bốn mấy tuổi phải không chị? Anh cao lắm. Dạ. Ô, đã xác được, có thêm rồi. Có thêm một thông tin rất là vui, thông tin này, rất là vui, rất là mừng luôn ha. Rồi bé Khôi nghe thêm thông tin là ở cái hẻm đi vô là có cây bồ đề và có một người tin lắm theo một người chú ở địa phương chia sẻ đó, thì em ấy rất là vui ha, và cũng bước đi trước nhanh nhanh để mong ước để được gặp á, nhưng thật sự có biết có phải có đúng như vậy hay không nữa ha. Thầy bây giờ là mình đi đang đi tìm người giữa biển người, nên mình có thông tin gì thì mình cứ đi tới ha chị ha, để xem coi có đúng sự thật là như vậy hay không. Thôi mừng quá, đi trước luôn kìa. Sao hồi đó em ở cái hẻm giống vậy nè, hẻm bẹo vô vậy á. Đúng rồi. Mà có xong. Thì chị nói là cái hẻm đi vô có cây bồ đề đúng không? Bồ đề có trồng trà cây có dại rồi nè. Rồi cũng như chuyện cả chú nói nãy luôn. Rồi cũng như chú hồi nãy cũng có chia sẻ rằng là cái hẻm đi vô cũng có cây bồ đề luôn. Bồ đề. Và cũng có người tin lắm luôn. Tin lắm. Okay. Nhưng mà thật sự có phải như vậy không? Tại vì người với tên không, người trùng nhau nha. Bởi vì trùng nhau, tên thì trùng nhau, ai không biết phải. Không phải. Đúng rồi, nhưng mà mình bây giờ có biết sự thật có phải như vậy không, nhưng mình cũng phải đi ha. Ở đây phải kiếm. Đúng rồi, mình phải đi. Nói chung thì đã có một niềm tin hy vọng nữa đó. Đã có một niềm tin nữa rồi. Thôi giờ tới cây sang đường dẹo phải thôi. Đúng rồi. Đây thưa cô chú anh chị. Nói chung về nhận định của chú là nhận định là ở đây là có một người chú, có một anh tin lắm phải không anh Vĩnh? Đúng, chính xác. Rồi cũng theo cái lời kể của chú là có cái mà hẻm đi vô cũng có hàng cây bồ đề. Đúng không? Hàng cây bồ đề, đúng không? Rồi thì chị Vi cũng nhớ lại là lúc mà chị ấy đi vô là cũng có hàng cây bồ đề. Anh nhớ là hình như là đúng luôn á. Cái hoàn cả cái khung cảnh với cái khung cảnh hình như có cái sự tương tác với nhau rồi đó. Cái độ xác xích của mình là như vậy là cũng có niềm tin rồi. Có niềm tin rồi. Dạ. Thôi Cường Phi và Cường Phi Vlog và Vĩnh Vlog cũng xin khép lại video tại đây. Ở cái hẻm này đâu phải là chuyện nhỏ xíu hả? Hẻm chú chia sẻ nãy hẻm đó cũng phải đi vô mét ta mới khởi công làm á. Ta mới làm lại. Có đất hả? À. Dạ thôi thưa cô chú anh chị. Thì Cường Phi Vlog và Vĩnh Vlog cũng xin khép video tại đây. Để chuyến hành trình tiếp theo là mong quý cô chú anh chị đi con. Dạ thưa cô chú anh chị, cũng đến một địa điểm nữa cô chú anh chị. Cũng theo lời của cô chú anh chị đây đó. Cũng chia sẻ rằng là người anh Lắm là đang ở trong hẻm này. Thì cũng đến địa điểm để đi vô hỏi thăm mà có phải chính xác là địa điểm hay không cô chú anh chị. Sao chị Vi, chị nhớ cái phong cảnh cái hệt như vậy không, hay là có thay đổi gì không? Thay đổi rồi ha. Nhưng mà hồi nãy có hỏi thăm hai chú kia nói cũng là ở chỗ này đó là cũng có người tin lắm, ở đâu gì cái ngọn cái gì đó, cái đây vẫn ông không đúng hả? Cao. Nói chung là nếu mà tạ dáng hình hài là cũng giống như con vậy đó. Phải không? Phải không chị Vi? Giống hả? Hơi giống thôi chứ không phải không? Trời ơi chị, nữa anh Lắm nè làm em mừng thục luôn trời. Đúng rồi. Anh tưởng đâu duyên tới rồi. Nè chị vô hẻm này nè.
Cái nhà gì? Ủa này có cái cầu. Thì có cái cầu cá. Cá cầu cá. Đi vô con đường này chị nhớ chị có qua cái cầu không chị Vi? Hả? Chị có nhớ là mình đi con đường này mình có qua một cái cầu nào không? Không có cầu đâu. Không có cầu hả? Còn nó cầu nhớ, nó cầu lúc ba có cái hẻm nhỏ mà. Dạ. Đó có một cái cầu đó. Đúng đường này không? Cậu. Đúng rồi, chưa xây cậu. Cậu rồi á. Cậu mới xây mà. Cậu mới xây á, kêu cái cậu. Thì em cậu nhà á. Con này nữa nè. Nhiều đường tẻ nữa nè. Nhớ này, nhớ cho kỹ đi. Có phải đường này không? Ủa cậu mới cậu nào luôn. Giờ mình đi vô trong mình có phải đường này không? Rồi mình đi vô trong đây, mình gặp chú, mình hỏi chú coi như thế nào, có ai biết anh Lâm ở đây không? Anh Lâm ở đây không? Cây 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 hả? Ủa cây bồ đề đâu? Cây sữa, không bồ đề. Cây bồ đề đâu? Sữa. Cây bồ đề này phải không? Chị, cây bồ đề bên kia quá trời kìa. Cây bồ đề bên kia kìa. Đó. Cầu kìa. Đây nè, cái đường vô nè, đằng đất nè chị. Vô biết. Trời ơi. Sông nè đó. Bên này mà lúc có em đi vô như này cũng vậy hết à. Có sông không? Sông. Có sông luôn. Sông bên tay phải đó. Đúng rồi, có sông luôn. Đúng không? Mẹ. Thả nó không có lực luôn, có sông luôn. Mã này á. Cái Hồi ơi mệt gì con? Cố gắng lên. Mình đã có một tia hy vọng rồi. Bây giờ đúng cái đường này không? Sân nhà không biết. Sân nhà. Cũng có người chú ở bạn bản địa có chia sẻ rằng là anh Lâm đó là ở Ngọn Cái, tuổi có khoảng 30-40. Rồi theo nhận xét của chị này thì cũng giống y hệt gì luôn. Ờ, có biết gì đâu mà thằng Lâm đây đâu có thằng Lâm ta. Dạ. Rồi có chú chia sẻ là anh Lâm này là ở Ngọn Cái hay gì đó. Ngã Cái, Ngã Cái. Ờ, Ngã Cái đó. Ngã Cái gần nhà ai. Anh ốm ốm cao, ốm cao cao. Ngã Cái là bên kia hả? Ngã Cái bằng tường. Là mình đi ra mình đi lại thôi. Đi qua cầu Ngoại. Cầu Ngoại như vậy nè, đi qua sông đó, chạy thẳng vào bển. Ủa dạ. Lên đâu còn ngọn kia là Ngọn Ngã Cái đó. Còn ngoài sông này là Ngã Tư bằng tường. Dạ hả? Xa lắm ha. Để sát bên đây chứ đâu còn xe đâu. Sát bên đây. Dạ. Để phá đâu mua cửa. Vậy là cũng gần ha chú ha? Ừ, gần thì đây còn có hơn cây số tới cậu. Ủa, cái này cầu ta mới xây hả chú? Sao chú? Cầu thì bắt lâu rồi. Dạ. Rồi vậy cũng xin cảm ơn chú nhiều ha. Rồi mình tiến hành đi. Ôi. Đi thẳng lên nha, hỏi thăm nha. Mấy năm rồi. Bên đường mất luôn. Mà có cô chú chị ơi. Bên đường hết trơn. Cố gắng lên, Cậu nào bên đường. Trời ơi, cái đường bây giờ nó thay đổi dữ lắm. Nhóm đường nhằm mình á, hai đổi kìa. Ừ. Chùa ơi, chùa. Tâm công á. Chùa xung công nó thấy thay đổi dữ không? Đó. Ê. Đi đường này đúng rồi. Đi gần Ngọn Cái nè. Ngọn Cái nè. Bụi tái trời. Cao quá. Đi chết chịu luôn. Trời. Chúng mày hả? Chưa về chứ gì. Dạ thưa cô chú anh chị. Thì có bước vào một cái hẻm. Cũng theo lời của hai chú chia sẻ là cũng bước vào một cái hẻm tiếp tục. Và cũng thăm hỏi một chú. Một vị chú có nói là anh Lâm nó cũng có người tên Lâm nhưng mà ở Ngã Cái nên bắt buộc phải
tiến hành hành trình đi tiếp nha quý khán giả. Rồi để Cường xin khép video tại đây, để gần tới chỗ đó Cường sẽ ghi hình lại cho quý vị khán giả coi ạ. À.